sẽ Khải sẽ nấu cho Samboy và sờ món mì Ý các bạn ơi. Đợi xíu nha, nấu mì Ý nha. Sunny. Bây giờ Khải sẽ cho mì vào các bạn nhé. Đây là mì, đây là Ví các bạn, Khải sẽ cho vô đây các bạn. Rồi các bạn, mì đã chín rồi. Bây giờ Khải sẽ lấy ra cho Sam và sơ nha các bạn. Rồi, okay. Chín quá rồi. Rồi các bạn, bây giờ ông nội sẽ chia mì để cho Sam và sơ nha các bạn. Mì đã được nấu chín rồi. Thank you.
Sam Boy hút 3